chào các em thân mến. Từ năm học 2022 năm 2023 thì môn âm nhạc sẽ chính thức được triển khai ở bậc trung học phổ thông. Và nó là một cái môn học được lựa chọn cho những học sinh và có nguyện vọng và định hướng về nghề nghiệp cũng như liên quan đến nghệ thuật âm nhạc. Thì đây là một bộ môn hết sức là hấp dẫn. Và trong sách giáo khoa lớp 10 Bộ Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn thì nhằm giúp cho các em học sinh có một nguồn học liệu rất là khoa học và hệ thống, thiết thực và hiện đại và để học tập phát triển phẩm chất, năng lực chung và năng lực âm nhạc, thì bồi dưỡng tình yêu âm nhạc và thị hiếu âm nhạc hết sức là lành mạnh và vừa bảo đảm tính giáo dục ở phổ thông này và phù hợp với điều kiện giáo dục ở địa phương của các bạn và trên cả nước, vừa đáp ứng nhu cầu định hướng nghề nghiệp của các em. Và như vậy thì trong cái bài lý thuyết thì đối với bộ sách, theo như thầy nhận định thì ba bộ sách thì có cái nội dung, cái mạch nội dung nó giống nhau. Thì đối với bộ Kết Nối Trí Thức Với Cuộc Sống này, Cánh Diều này, và Chân Trời Sáng Tạo thì cái bài lý thuyết đầu tiên đó là cái bài chúng ta nhận xét khái niệm về quản. Thì ở đây chúng ta có thể nghe hai cái âm mẫu mà ở trên bài trên là thể hiện. Thứ nhất, mẫu thứ nhất thì nó gồm có hai nốt nhạc này. Thì nốt thứ nhất là ở dưới, là phía dưới là nốt son, và nốt thứ hai ở trên đó là nốt đô. Chúng ta sẽ lắng nghe son đô. Và quán ở trên cũng vậy, son đô. Và mẫu thứ hai thì mẫu thứ hai là gồm có các nốt, nốt xì và nốt đô, thì chúng ta có thể lắng nghe. Chúng ta sẽ nghe mẫu thứ hai thì nó được vang lên bởi nốt xì và nốt đô. Chúng ta có thể nghe lại. Đấy, như vậy thì mẫu thứ nhất và mẫu thứ hai, chúng ta có thể đánh giá được là quãng là như thế nào. Và qua hai cái mẫu trên thì chúng ta có thể lắng nghe được quãng. Như vậy thì quãng khái niệm là gì? Khái niệm quãng là sự kết hợp đồng thời hoặc là nối tiếp của hai âm thanh, đúng không ạ? Trong âm nhạc là như thế, là sự kết hợp đồng thời hoặc nối tiếp của hai âm thanh trong âm nhạc tạo nên một khoảng cách giữa hai độ cao. Hai độ cao thì gọi chắc chắn độ cao khác nhau rồi. Âm thấp thì nó được gọi là âm gốc, và âm ở trên cao thì được gọi là âm ngọn. Thì như cái hình trên chúng ta đã nhìn thấy, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có thể được khái niệm được quãng. Và trong quãng ấy thì nó có các cái loại quãng như sau. Thì chúng ta theo dõi, chúng ta có thể khái niệm được thế nào là quãng giai điệu. Quãng giai điệu là được hình thành khi hai âm thanh phát ra lần lượt hoặc là nối tiếp nhau. Quãng giai điệu là một trong những yếu tố để hình thành lên giai điệu của một bài hát trong âm nhạc. Thì đấy, người ta gọi là quãng giai điệu như chúng ta vừa nghe. Nhưng mà tiếp theo là chúng ta sang quãng hòa thanh, thì chúng ta sẽ nghe mẫu. Và chúng ta sẽ nghe mẫu quãng hòa thanh. Thì đấy là quãng hòa thanh. Và chúng ta có thể khái niệm quãng hòa thanh là gì? Như vậy, quãng hòa thanh là quãng thì gồm có hai hoặc nhiều âm thanh phát ra cùng một lúc, thì người ta gọi là quãng hòa thanh. Thì người ta gọi là tạo nên một cái hợp âm. Hợp âm thì gồm có hai hoặc nhiều âm thanh vang lên thì người ta gọi là hợp âm hoặc là quãng hòa thanh. Tiếp theo chúng ta chuyển sang các loại quãng khác. C đó là quãng đơn. Như vậy, quãng đơn là quãng được kết cấu trong cái phạm vi 1 quãng 8. Như vậy thì như thế nào là 1 quãng 8 thì có thể các bạn biết rồi. Từ âm này đi đến chính âm nó, chính nó thì người ta gọi là 1 quãng 8. Ví dụ như từ âm đô lên âm đô trên thì người ta gọi là 1 quãng 8.
thì người ta gọi là quãng đơn giữa âm này đến âm kia nằm trong một quãng tám gọi là quãng đơn, ví dụ như đô đến sol. Thì được gọi là một quãng đơn nằm trong một quãng tám. Và ngược lại, nằm ngoài quãng tám thì người ta gọi là quãng kép. Ví dụ như từ âm đô lên âm mi. Thì được gọi là quãng kép, chúng ta hình dung như thế thì dễ thôi. Như vậy chúng ta chuyển sang phần D thì đó là quãng diatonic. Quãng diatonic thì giống như quãng đơn, quãng kép thôi. Nó bao gồm các cái âm thanh cơ bản nó kết hợp lại thì được gọi là quãng diatonic. Nó không có cái dấu hóa thì được gọi là quãng diatonic. Còn quãng thuận và quãng nghịch thì nó hoàn toàn ngược lại như thế nào. Như vậy là quãng thuận, quãng thuận là quãng khi âm thanh vang lên chúng ta nghe rất là êm tai và hài hòa, dễ chịu thì được gọi là quãng thuận, giống như các âm thanh vang lên. Và chúng ta nghe nó rất là phù hợp thì chúng ta gọi đó được gọi là quãng thuận. Như là quãng nghịch, quãng nghịch thì chúng ta có thể nghe nó rất là khó chịu. Đấy, các cái quãng chúng ta nghe rất là khó chịu, nó không có dễ nghe, cho nó hơi bị chói tai, cho nên người ta gọi đó là quãng nghịch. Và trong cái bài này chúng ta thì nắm được khái niệm được như thế nào là quãng và có các cái loại quãng gì nó như thế nào, thì trong bài đây các em có thể về xem và lưu ý học nắm vững cái lý thuyết để sau này chúng ta áp dụng vào những cái bài học tiếp theo.